Vâng, xin thưa các bạn, Thanh Long Vlog xin tiếp tập 7, chương 7, Sắm Trạng Trình, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Lời đầu tiên, Thanh Long Vlog xin chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều thành công trong cuộc sống. Xin tiếp theo phần 7, chương 7. Vậy soạn giả xin kính cẩn đặt vấn đề này vào trong quyển Lễ Huyền Vi và xin trân trọng để tùy mọi người trong quý độc giả tự tìm cách trả lời. Thơ rằng: kìa cơn gió thổi lá rung cây, rung bắc sang nam đông tới tây, tan tác kiến kiền an đất nước, xác xơ cổ thụ sạch am mây. Lâm gian nổi sóng mù thao cát, hưng địa tràn dân hóa nước đầy. Một ngựa một yên ai sùng bái, cha con thành vịnh bảo cho ai. Trong bài sấm này, hiển nhiên cụ Trạng Trình đã gối kín những guốc mắt của sợi dây thần tiên tri. Trong một số chữ có bề ngồi tầm thường của nó, dường như bản ý của cụ là chỉ cho hậu thế tìm ra nghĩa thật của lời sắm, điều kiện khi nào sự thật đó đã xảy ra rồi. Vì thế, chỉ một khi sự thật lịch sử đã xảy ra, bây giờ chúng ta mới tìm thấy nghĩa thật của lời tiên tri. Và sự thật ấy chính là cuộc cách mạng võ trang của vị anh hùng cách mạng Nguyễn Thái Học đã khởi sự ở các miền Cổ Am, Lâm Thao, Hưng Hóa, Yên Bái, vân vân vào năm 1929. Không hiểu kiến giải này có đúng không? Điều chắc chắn đó là một sự trùng hợp kỳ diệu giữa một số chữ trong bài sắm địa danh của những miền cách mạng bùng nổ, cũng là sự trùng hợp giữa ý nghĩa chung của bài một cơn giông bão nổi sóng tràn dân sơ sát tan tác như vậy. Để hiểu rõ hơn, ta hãy đọc lại trang sử oanh liệt vào đoạn trường đó. Đôi phen đất lở cát bồi, đó đây ông kiến đầy trời quỷ ma, ba con đổi lấy một cha, làm cho thiên hạ xót xa vì tiền, mão thìn tị ngọ bất yên, đợi tam tứ ngủ lai niên cũng gần. Trong đoạn này, một câu phải hiểu theo nghĩa bóng, và chỉ có thể hiểu theo nghĩa bóng, đó là câu ba con đổi lấy một cha. Về câu trên, có người cho là chỉ vào Việt Nam phát hành đồng bạc Bảo Đại, và giá trị của ba đồng bạc ấy chỉ bằng một đồng tiền Khải Định. Như vậy, phải có ba con, Bảo Đại là con, mới đổi được một cha, Khải Định là cha. Nếu luận như trên, thì bốn câu có nghĩa là vào thời hai triều Khải Định và Bảo Đại, đất nước gặp lắm cảnh biến thiên, đất lở cát bồi, tứ phương loạn lạc, ông kiến quỷ ma. Đã thế, còn có sự thay đổi về thiền bạc, ba đồng Bảo Đại đổi lấy một đồng Khải Định, làm cho thiên hạ xót xa điêu đứng. Và hai câu cuối cho người ta chỉ vào việc nổi loạn vào năm 1939 năm Thìn, 1940 năm Tý, 1941 năm Ngọ và 1942. Nếu thế,
hai câu cuối có nghĩa là cuộc nổi dậy năm 1939, 1940, 1941, 1942 sẽ không thành tựu được, mà phải đợi đến 3-4 năm sau, tức vào cuộc khởi nghĩa của toàn dân năm 1945 vậy. Nhắc đến độ thầy tăng mở nước, đám quỷ ma kia xuôi ngược chạy đâu? Bấy lâu những cậy phép màu, bây giờ phép ấy để sao không màu? Đoạn này người ta cho rằng cụ Trạng chỉ vào người Pháp, vì thầy tăng là thần Tây, theo đó có nghĩa là nhắc lại thời kỳ Pháp đặt nền đô hộ nước ta, họ tung hoành ngang dọc. Tuy nhiên bấy lâu, tức 80 năm, thì ý cường lực phép màu sau nay lại thu trống xếp cờ. Thế mới biết bạo lực không bao giờ gây dựng được cái bền vững cả. Có thơ rằng: Hoành sơn nhất đáy, vạn đại dung thân, đến thời thiên hạ vô quân, làm vua chẳng dễ, làm dân chẳng lành. Gà kêu cho khỉ dậy nhanh, phụ nguyên số đã rành rành cáo chung. Trước hết xuất xứ hai câu chữ nho trên đây là câu khuyên dạy cho cụ Trạng Trình dành cho Nguyễn Hoàn trong trường hợp Hoàn vì muốn tránh lưỡi gươm đặc của anh rể là Trực Kiểm đã sai sứ đến xin chỉ cho một đường đi, một lối thoát. Và trước mắt sứ giả họ Nguyễn, cụ Trạng chỉ vào đàn tiếng bò trên hòn non bộ mà thốt rằng: Hoành sơn nhất đáy, vạn đại dung thân. Và một số lời dạy này quả nhiên Nguyễn Hoàn đã dựng nên cơ đồ nhà Nguyễn, truyền nói được gần 4 thế kỷ, năm 387 năm, mãi đến 1945 mới xem như dứt. Và chẳng những đã chỉ con đường sống cho Nguyễn, tiên tri có một sự bền vững, cụ Trạng còn biết trước cả ngày giờ sụp đổ của cơ nghiệp đó. Đó là vào thời kỳ thiên hạ không vua, không quân, thời mà vị vương cuối cùng Bảo Đại khó khăn, khó ở sao cho hợp. Với phong triều mới, làm vua chẳng dễ, làm dân chẳng lành. Sự chấm dứt của cơ nghiệp nhà Nguyễn nói trên sẽ bắt đầu lúc gà kêu cho khỉ dậy nhanh, nghĩa là vào tháng 7 tháng Thân, Thân là khỉ, năm Dậu tức năm gà, tính theo dương lịch tức đó là năm 1945 vậy. Với cuộc nổi dậy của phong triều quốc gia ấy, vận nhà Nguyễn đã chấm dứt rõ rành trong quyển sổ Thiên Cơ. Thơ rằng: Thất kinh ngựa tế về Nam Phủ, vỗ cánh chim sa xuống Loan Đài, bốn con bồ nhìn ngồi ngắt nghẽo, kìa thần cắt cỏ đứng đợi ai. Vài vị tiền bối của soạn giả đã giải thích đoạn sấm này như sau: về hai câu đầu chỉ về chính phủ Tưởng Giới Thạch bị quân đội Mao Trạch Đông đánh bại và phải rút khỏi lục địa về đảo Đài Loan, và hai câu sau chỉ vào tình trạng của cường quốc hội nghị bàn tròn các quốc vấn đề quốc tế. Lý do chính trị vì bị Nga, một trong tứ cường, làm kỳ
đà cản mũi, nên tứ cường đều bất đắc dĩ bị hóa thành bù nhìn cả, không giải quyết được lực định điều gì cả. Các nhược quốc, tình trạng đó nhân dân thế giới như thần cắt cỏ, không trông đợi ai đây, ai đây. Trên đây là một quan điểm giải thích. Trong những quan điểm giải thích còn chờ quý bạn hữu góp ý vào. Thanh Long Vlog xin dừng video ở đây. Kính mong tất cả các bạn đăng ký ủng hộ và xem quảng cáo để Thanh Long Vlog có động lực làm tiếp. Còn khoảng 10 video nữa các bạn. Thì nếu các bạn nào cảm thấy mà muốn làm gộp lại 1 đến 2 video thôi thì xin để bình luận ở dưới video. Thanh Long Vlog cố gắng sẽ làm khoảng 2 tập để các bạn dễ kiểm soát, dễ xem và hiểu biết cái lịch sử nước ta. Sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thanh Long Vlog xin chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều bình an trong cuộc sống. Thanh Long Vlog xin thân chào và cảm ơn các bạn.